Duyên có hỏi trên cái câu hỏi này nè, cho nên em đang làm cái hồ sơ mua nhà cho thuê không cần check income đó, thì bây giờ em bỏ cash, bỏ tiền mặt vô ngân hàng từ từ được không? Thứ nhất, khi mà Duyên làm một cái hồ sơ đó thì phải make sure là mình nộp cái hồ sơ vào để make sure là mình được qualify cho cái chương trình không cần verify, xác minh cái số tiền down ở đâu ra. Nếu mình qualify, mình đủ điều kiện cho cái chương trình đó thì mình có thể bỏ tiền mặt từ từ vào được, thì mình có thể vay tiền ở đâu đó cho cái phần down payment của mình cũng được luôn. Ok, cái gì cũng được nếu mình qualify cho cái chương trình mà mình đang apply. Cái cách làm việc của Jen á, thường thường Jen sẽ nói là trước khi mà chúng ta discuss, thảo luận những cái chi tiết về một cái hồ sơ nào đó thì Jen muốn mọi người cứ nộp hồ sơ vào. Phải nộp hồ sơ vào để mới biết rằng là mình qualify, mình đủ điều kiện vay cho chương trình nào. Đúng chưa? Bây giờ mình nói xong nộp hồ sơ vô mà nó không có qualify cho chương trình đó thì nói để làm gì? Nó sẽ mất cái thời gian của đôi bên. Và cái việc mình nói nó trật lất hết trơn. Đúng không nào? Cứ nộp hồ sơ vào. Rồi, cái người agent hay là bên trên sẽ ấn định là chị đủ điều kiện để vay cho chương trình này. Và khi mà chị đủ điều kiện như vậy thì đây là cái thông tin của chương trình đó. Và tất cả những cái thông tin nào mình phải đưa cho khách hàng của mình, và bên Jen sẽ cho chị biết rất là rõ ràng. Và tất cả những cái lưu ý gì chị cũng phải lưu ý chứ. Ví dụ thông tin là một, và những cái gì mình cẩn trọng trong cái thông tin đó là hai, mình phải chia sẻ hết, đúng không? Sau khi mình biết chắc rằng là mình qualify, sau khi mà mình nộp hồ sơ rồi, được chưa? Chứ còn bây giờ nói không không là không được nha. Mình nói đã đời, bắt đầu mình chuẩn bị theo cái thông tin mà người agent đã nói xong rồi, trong khi đó mình nộp hồ sơ mình rất quớt, trật lất, không qualify, không được. Làm việc nó không thể nào mà lộn ngược như vậy được. Nó phải theo cái nguyên tắc, và nó phải theo cái trình tự, cái thứ tự đàng hoàng. Nộp hồ sơ, thông tin vay vốn, thông tin chương trình và những cái cần lưu ý là như thế. Khi nộp hồ sơ mới biết được, đúng không nào? Rồi trở lại cái câu hỏi của Duyên á, Duyên có thể deposit cash, tiền mặt vô ngân hàng của mình từ từ được nếu sau khi Duyên nộp hồ sơ và Duyên qualify đủ điều kiện để vay cho cái chương trình không check income mà Jen đang chia sẻ. Còn nếu khi mà mình nộp hồ sơ vào và mình không qualify cho cái chương trình mà Jen đang nói là không cần xác minh cái tiền down ở đâu ra, thì bắt buộc nha, vẫn là chương trình không cần check income, nhưng vẫn phải xác minh được cái số tiền down ở đâu ra, thì hồ sơ này đang gặp trục trặc, đang gặp vấn đề. Nếu chị không có một cái tài khoản ngân hàng có số tiền đó trên 90 ngày, trên 60 ngày như yêu cầu của lender, bên ngân hàng ví dụ như thế, thì sao? Hồ sơ trật. Trật có nghĩa là sao? Là Trinh dùng cái kinh nghiệm của mình để Trinh nói với chị biết rằng là cái lender này, cái chương trình này sẽ cần phải xác minh được cái số tiền down ở đâu ra. Nếu chị không có một cái tài khoản ngân hàng có một cái số tiền nhất định đang nằm ở trong đó rồi, và có nhiều người deposit không có giấy tờ, và có nhiều cái tiền mặt deposit vào không có giấy tờ, thì sao? Thì khoảng 2 ngày sau closing á, thì khoảng tuần sau closing á, thì khoảng 2 tuần sau closing á, thì sao? Underwriter hoặc lender nó yêu cầu băng statement đâu gửi vào, thì sao? Mình không có close được. Cái tình huống, cái vấn đề mình đang gặp phải nó không đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình đã đưa ra, nên việc làm việc với một người broker hoặc là một cái người loan agent có kinh nghiệm trong cái vấn đề về kinh doanh và đầu tư bất động sản nó rất là quan trọng. Rồi, có bất kỳ câu hỏi gì cho Jen biết nha. Bye mọi người.